Nhà thơ Quang Dũng đã từng thốt lên cách đây hơn 70 năm về trước. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Dù trong gian lao, khó khăn và bất chấp hiểm nguy thì nỗi nhớ Mường Lát, nhớ núi rừng mờ sương vẫn chơi vơi khó tả và hớp hồn người. Vậy mới biết Mường Lát tuy xa nhưng mà cũng rất gần nếu bạn đã đến, đã trải nghiệm và đã hiểu về mảnh đất nơi biên cương của Tổ quốc này. Chúng tôi đến với huyện Mường Lát vào một ngày đông giá lạnh. Nhiệt độ ở đây có lúc xuống dưới 1 độ C. Dù đã đến Mường Lát nhiều lần nhưng với tôi, Mường Lát vẫn đẹp, vẫn quyến rũ và ẩn chứa nhiều bí mật cần khám phá. Trong hơi sương lặng lặng, mở ra hiện lên thật hùng mộng, căn nhà chìm trong mây sớm, từng tốp các em học sinh người dân tộc Mông, dân tộc Thái lưu giữ đến trường, những căn nhà sàn bếp lúc nào cũng đỏ lửa để hơi nóng cái giá lạnh của mùa đông. Có thể nói Mường Lát hiện nay đã thay đổi rất nhiều, đời sống của bà con cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên đây vẫn là một huyện cao nhất, xa nhất và sâu nhất của miền núi tỉnh Thanh Hóa. Từ trung tâm thành phố Thanh Hóa chỉ mất 5 tiếng đi ô tô là chúng ta có thể đến trung tâm huyện. Mường Lát đã và đang là điểm đến hấp dẫn của những du khách thích đi vượt và khách Tây Ba Lô ưa mạo hiểm khám phá. Những con đường quanh co uốn khúc, những cô bé, cậu bé đấm len bùn đất co ro trong giá rét, ngủ vùi trên lưng mẹ, những bà, những chị dân tộc Mông, dân tộc Thái thoăn thoắt đôi tay dệt vải. Tất cả tạo nên cuộc sống sinh động và đầy khó khăn của người dân tộc nơi đây. Về với Mường Lát, nếu chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ, ưa phiêu lưu mạo hiểm mà quên đi sự tìm hiểu về cuộc sống phong tục tập quán của bà con dân tộc ở đây, thì đó mới chỉ là một nửa của Mường Lát. Bởi phải yêu và hiểu lắm mới thấy Mường Lát có đẹp và thơ mộng đến giường nào. Và cũng có trải nghiệm mới hiểu được những ý tứ, những địa danh, con người và những điều rất dung dị mà nhà thơ Quang Dũng đã viết cách đây hơn 70 năm về trước. Đến nay, nó vẫn mới, vẫn đúng và chân thật đến bất ngờ. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, doanh trại bừng lên hội đũa hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ. Kèn những điệu là em đã nhạc.